Sáng ngày 8 tháng 12, gần 2.000 khách hàng đã có mặt tại sự kiện lớn nhất trong năm của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Với chủ đề Nhan sắc mới, khởi đầu mới, Đại hội Thẩm mỹ tỏa sáng cùng sao. Sự kiện có sự quy tụ của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ Nam Cường, đôi song ca Bolero Thùy Dương Chí Trung, các diễn viên Phương Trinh Jolie, Thùy Trang, Hồ Bích Trâm, Hùng Thuận, Đào Vân Anh, Việt Quang, Kiều Trinh, Kim Huyền, Phi Phụng và rất nhiều người nổi tiếng khác. Sự kiện được tổ chức nhằm tổng kết mùa 1 của chương trình Phẫu thuật thiện nguyện Nhan sắc mới, khởi đầu mới, ra mắt hàng loạt công nghệ mới độc quyền của JW. Đồng thời, sự kiện cũng nhằm mục đích mở ra nhiều cơ hội thẩm mỹ ưu đãi, tri ân sự đồng hành và yêu mến của đông đảo khách hàng đối với thương hiệu thẩm mỹ JW. Mở đầu sự kiện, hàng loạt công nghệ thẩm mỹ 4.0 mới nhất năm 2019 đã được các chuyên gia, bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu thế giới của JW chia sẻ đến khách hàng. Tiêu biểu như chuyên gia Hồ Đắc Thắng giới thiệu công nghệ implant linh hoạt 4.0 với những tính năng ưu việt mang lại hiệu quả cao nhất. Có thể nói, đây là bước đột phá mới trong công nghệ 4.0 của nha khoa Bệnh viện JW Hàn Quốc. Cũng trong sự kiện lần này, Bệnh viện JW Hàn Quốc chính thức cho ra mắt hai công nghệ thẩm mỹ mới nhất hiện nay, công nghệ nâng ngực nanochip giọt nước 4.0 và công nghệ nâng mông nanochip 4.0. Hai công nghệ làm đẹp được chuyển giao trực tiếp từ tiến sĩ bác sĩ Ryan M. Kinney, thành viên của Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ, và giáo sư bác sĩ Paul Godoy, chuyên gia tư vấn nâng mông nội soi nanochip 4.0 đầu tiên tại Việt Nam. Có thể nói, phần tạo được cảm xúc nhất cho khán giả là tiết mục tỏa sáng cùng sao. Sự xuất hiện bất ngờ của từng nhân vật, người thật việc thật, đi song hàng với mỗi ngôi sao khiến cả khán phòng vỡ òa. Đặc biệt, đằng sau sự tỏa sáng trên sân khấu là những câu chuyện đẫm nước mắt về chuyện thay nhan sắc đổi cuộc đời. Các ngôi sao lần lượt bày tỏ sự cảm kích đối với ekip chương trình thiện nguyện cũng như nể phục tay nghề của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Thẩm mỹ JW. Khi mà tận mắt nhìn thấy thì mới cảm thấy là wow, công nghệ bây giờ nó thật là gì vậy? Qua cái chuyện này mình thấy bữa nay cái chương trình này rất là cái ý nghĩa mà rất là nhân văn. Tại vì từ những cái người bị khiếm khuyết mà bây giờ sau một cái lần điều trị mà cái này là như là giống như thiện nguyện, đúng không? Không có nhiều bác sĩ ở đất nước Việt Nam mình có được cái tấm lòng như vậy. Cho nên là Trinh thấy rất là xúc động. Cảm ơn bác sĩ đã mang lại những điều tốt đẹp cho những bệnh nhân, những người đang có những khiếm khuyết. Sự lột xác và đổi đời của các thí sinh là minh chứng sống cho sự thành công của chương trình Nhan sắc mới, khởi đầu mới mùa 1. Để khởi động cho mùa 2, ban tổ chức chương trình đã mở đợt tiếp nhận hồ sơ và đã chọn được những thí sinh đầu tiên. Các suất hỗ trợ đợt này từ 50 đến 150 triệu đồng, lần lượt được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung lần lượt trao tay cho các thí sinh may mắn đầu tiên của mùa 2, Nhan sắc mới, khởi đầu mới. Sự kiện khép lại với hàng trăm ưu đãi và quà tặng được trao tay khách hàng, mở ra loạt cơ hội làm đẹp với công nghệ thẩm mỹ tiên tiến của thế giới ngay tại nước nhà, một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm cao nhất cho người Việt.